chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo mình. đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để tạo cái tài khoản camera EOC nhé mọi người nhé. rồi thì đầu tiên các bạn dùng hệ điều hành Android thì các bạn sẽ vào cái CH Play để tải để ứng dụng EOC này về và dùng uh, iPhone thì các bạn nên App Store để tải về cho mọi người nhé. thì ở đây mình đã tải rồi. rồi bây mình sẽ vào cái ứng dụng EOC này. đó thì đầu tiên sẽ tóm tắt về quyền riêng tư và hiệp thương dịch vụ người dùng thì mọi người cứ đồng ý cho mình nhé mọi người nhé họ cũng chả cần đọc đâu rồi ok thì ở đây khi mà chúng ta chưa có cái tài khoản này thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản mới nhé mọi người nhé thì cái nút đăng ký ở trên cùng này đó mình sẽ ấn vào cái nút đăng ký đó ví dụ như các bạn ở cái mã vùng quốc gia nào thì các bạn sẽ đăng ký theo cái số điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé thì ở đây là Việt Nam thì đúng rồi mình sẽ nhập cái số điện thoại của mình vào Rồi. lúc này chúng ta sẽ ấn vào và kích vào cái phần là lấy mã xác nhận nha mọi người nhé. Đó, thì lúc này đợi một lúc là có một cái mã xác nhận sẽ gửi về cái điện thoại của chúng ta nha mọi người. Đấy, có mã luôn rồi đây mọi người này. Chúng ta sẽ vào cái phần tin nhắn để đọc mã. Đây, cái dãy số có 6 số đây. 535083 Rồi ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ điền cái mật khẩu của chúng ta nhé mọi người nhé Đây, mật khẩu gồm từ 8 đến 30 ký tự Gồm cả chữ và số nhé mọi người nhé Thì thường thường các bạn sẽ cho mình cả chữ hoa, chữ thường luôn Đây, chúng ta sẽ ấn hiện cái mặt này lên này chúng ta nhìn cho dễ Đây, mình sẽ cho cả cái phần A còng này nữa cho nó chắc nhé mọi người nhé Và chúng ta sẽ kích vào cái phần là tôi đồng ý thỏa thuận người dùng và chúng ta sẽ ấn vào phần xác nhận cho mọi người nhé rồi ok thì bây giờ mình đã đăng ký thành công đó bây giờ chúng ta chỉ việc đăng nhập vào thôi nha mọi người nhé đăng nhập này đồng ý và tiếp tục nha mọi người nhé tài khoản và mật khẩu không đúng luôn này mình mình thử xóa một cái số không này đi xem được không nha mọi người nhé Đấy, bỏ cái ví dụ như là có cái cộng 84 đầu tiên đấy thì mọi người đây mình sẽ từ chối này luôn này đó như vậy là đã đăng ký ví dụ như là các bạn là có cái cộng 84 trên đầu thì cái như cái ứng dụng này thì bắt chúng ta phải xóa cái số không ở đầu cái số điện thoại của chúng ta đi nha mọi người nhé đó, nó rất đơn giản như vậy thôi và bây giờ chúng ta chỉ việc là thêm cái thiết bị và chúng ta quét cái mã vạch của cái camera UC này hoặc là quét cái mã camera mà sẽ dùng được thôi Đấy, thực ra tất cả những này hướng dẫn cài đặt nó đều có ở trên cái giấy rồi thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người là tạo cái tài khoản IOC thôi thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay và ích cho mình một like một đăng ký và chia sẻ video giúp mình nhé còn bây mình xin khép lại cái video ở đây xin chào tất cả mọi người